Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe sedan hạng C các bạn nhé. Đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Hàn Quốc các bạn ạ. Đó chính là chiếc xe Hyundai Elantra. Đấy, phân khúc này là ở phân khúc sedan hạng C rồi các bạn nhé. Hyundai Elantra phiên bản GLS các bạn ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đã lăn bánh được 5.8 km rồi các bạn nhé. Nhìn cái form này là form mới rồi, rất là đẹp. Màu trắng ngọc trinh phiên bản GLS bản 1.6 số tay các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được 5.8 km rồi các bạn ạ. Một chiếc xe rất là mới, rất là đẹp. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn ở chiếc xe này là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 408 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản, quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Elantra 2019 GLS này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đấy, nhìn về phần đầu của chiếc xe các bạn thấy đấy ạ, rất là đẹp luôn. Toàn bộ những phần đèn xe cũng đã được trang bị sẵn đèn LED ban ngày, đèn daylight các bạn nhá, đầy đủ và rất là mới. Ở cái form này xe được trang bị sẵn đèn pha bi xenon, đèn gầm đầy đủ hết cả luôn các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Dàn lốp cũng còn rất dày các bạn ạ. Dàn lốp dày cho nên là quý vị và các bạn mua yên tâm luôn cả cái dàn lốp này các bạn nhé. Chưa phải thay lốp đâu. Mua về là quý vị các bạn chỉ việc sang tên, bấm biển mới, đổ xăng vào và chạy thôi. Đón Tết thôi các bạn nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa. Những chiếc xe đến từ đất nước Hàn Quốc bao giờ cũng làm Việt Nam, rất những người dân Việt Nam rất là hài lòng bởi option rất là nhiều các bạn nhé. Toàn bộ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Rất là mới các bạn nha. 2019 tính ra là cũng đã được 4 năm sử dụng rồi. Với 5.8 mỗi một năm hơn 1.000 km đây các bạn này. 5.8 này mỗi một năm chạy hơn 1.000, cho nên là chiếc xe còn rất là đẹp. Đẹp từ vô lăng. Đấy, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng rồi. Vô lăng cần số tay phanh đều rất đẹp này. Nội thất ghế da rất là mới luôn các bạn nha. Một chiếc xe đến từ Hàn Quốc cho nên là option thì rất là nhiều. Chủ xe cũng đã lắp thảm lót sàn 3D rồi, đầy đủ hết luôn quý vị và các bạn nhé. Xe cũng đã có sẵn màn hình, camera lùi, cảm biến lùi, đầy đủ rồi các bạn ạ. Option thì không có thiếu gì cả đâu các bạn ạ. Xe của Hàn Quốc thì option rất là nhiều. Và đây là cái tem của nhà sản xuất. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 luôn các bạn nhé. Đấy, đầy đủ option, rất là đẹp luôn. Màu trắng ngọc trinh, nội thất màu vàng kem kết hợp với màu da, màu ghế da là ghế đen các bạn nhé. Rất là đẹp, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Toàn bộ ngoại thất cho đến nội thất đều rất đẹp các bạn nhé. Đấy, đây là tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem đấy. Phía sau bên lái này, keo chỉ này, táp bi còn nguyên này, ghế da rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ phần ghế da này, phía sau này đều rất đẹp này. Vì đằng sau này thì ít người ngồi hơn. Và xe cũng đã được trang bị cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, rất là mới luôn các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Toàn bộ táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản hết. Không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý vị ạ nhé.
rất là mới, rất là đẹp các bạn ạ. Vậy quý vị và các bạn còn chần chừ gì nữa ạ? Nếu quan tâm đến chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Ở bên phụ cũng có khóa thông minh để bấm tay để mở cửa các bạn nhé. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này, keo chỉ cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Táp bi, táp lô, ghế da đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Vô lăng cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm gì cả, không những còn nguyên bản và còn rất là mới luôn đấy ạ. Đấy, tất cả đều rất mới luôn quý vị nhé. Cái ni lông, đoạn này ni lông còn chưa bóc này. Đấy, những cái ni lông ở cái mặt táp lô này đều chưa bóc các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất của chiếc xe đều rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi về xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên để cho quý vị và các bạn xem ở cái phần động cơ của chiếc xe các bạn ạ. Hyundai cũng đã trang bị cho chiếc xe Elantra 2019 này là một động cơ 1.6 lít các bạn nhé. Toàn bộ từ những cái ốc capo cho đến keo chỉ của capo. Đây, tôi cho quý vị các bạn xem chi tiết này. Keo chỉ capo này. Đấy, keo chỉ capo. Ốc capo còn zin, còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Ốc tai, tất cả là còn nguyên bản. Về cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi các bạn ạ. Đấy, động cơ cũng rất là mới này. Toàn bộ những cái ốc chân máy còn nguyên bản hết luôn đây các bạn này. Ốc chân máy này, ốc động cơ này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước. Động cơ và tất cả là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm thì hãy liên hệ ngay các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.